Xin chào mừng các em học sinh đã đến với tiết học môn âm nhạc hôm nay. Trong giờ học âm nhạc của tuần này, chúng ta sẽ được học tiết 23 và 24 với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, tập đọc nhạc. Chúng ta sẽ được tập đọc nhạc bài số 7 có tên là Quê hương. Nội dung thứ hai là âm nhạc thưởng thức. Chúng ta sẽ được tìm hiểu vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất của tiết học hôm nay. Đó là bài tập đọc nhạc số 7, Quê hương. Một bài dân ca của Ukraine. Trước hết, chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một ít thông tin về đất nước Ukraine. Ukraine là một đất nước nằm ở Đông Nam châu Âu, có thủ đô là Kiev. Thủ đô này có khoảng 2,6 triệu dân. Ngày Quốc khánh của Ukraine là ngày 24 tháng 8 năm 1991. Ở trên hình vẽ chúng ta thấy đó là quốc kỳ của nước Ukraine. Kế đến là thủ đô Kiev và hình bên dưới là quốc huy của nước Ukraine. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích đoạn nhạc trước khi mình tập đọc từng câu. Ở bài tập đọc nhạc số 7 này, tác giả viết ở nhịp 3-4 và giọng la thứ. Bài đọc nhạc này được chia thành 4 câu. Câu thứ nhất là dòng thứ nhất của bản nhạc. Đồng quê bát ngát, mênh mông quê hương nhà. Câu thứ hai, dòng sông uốn quanh, nước trôi êm đềm. Câu thứ ba, bạch dương tươi tốt, lá xanh cành vương bên bờ. Và câu cuối cùng, là nơi cố hương thân yêu muôn đời. Xin các em lưu ý ở trong bài có một ký hiệu âm nhạc, đó là dấu nhắc lại. Sau khi chúng ta đọc đến cuối bài, chúng ta sẽ trở lại đầu dòng thứ ba một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từng câu ngắn. Câu thứ nhất, trước hết chúng ta sẽ xác định tên nốt nhạc là Do, Mi, La, Mi, Re, Do, Do, Si. Mời các em nghe giai điệu câu thứ nhất một lần. Là Do, Mi, La, Mi, Re. Xin mời các em đọc theo tiếng đàn. La hai ba. La do mi la mi re do do si. Chúng ta sang câu thứ hai. Re mi fa mi re do si la. Mời các em nghe giai điệu. Re mi fa mi re do si la. Xin mời các em đọc nhạc theo tiếng đàn. Re hai ba. Re ta sẽ nói câu thứ nhất và câu thứ hai. Là hai ba. Là do mi re do si. Re mi fa mi re
ta tiếp tục câu thứ ba. Mi la si đố, si la mi son fa mi re. Mời các em nghe giai điệu. Mi la si đố, si la mi son fa mi re. Chúng ta sẽ đọc theo tiếng đàn. Mi hai ba. Mi la si đố, si la mi son fa mi re. Câu thứ tư. Re fa la mi, re do si la. Mời các em nghe giai điệu. Re fa la mi, re do si la. Cả lớp đọc theo tiếng đàn. Re hai ba. Re fa la mi, re do si la. Xin mời cả lớp chúng ta nói lại câu thứ ba và câu thứ tư. Mi hai ba. Mi la si đô, si la mi son fa mi re. Re fa la mi, re đô si la. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại từ đầu cho đến cuối bài. Và xin lưu ý với các em là đến cuối bài chúng ta sẽ quay lại từ đầu dòng thứ ba một lần nữa. La hai ba. La do mi la mi re do do si. Re mi fa mi re do si. Chúng ta đã vừa tập đọc nhạc xong bài đọc nhạc số 7, Quê hương. Bây giờ xin mời các em học sinh chúng ta sẽ ghép lời ca. Giống như phần đọc nhạc là xin các em lưu ý dấu nhắc lại. Khi chúng ta hát đến cuối bài, chúng ta sẽ trở lại từ Bạch Dương Tươi Tốt một lần nữa. Đồng quê hai ba. Đồng quê ba. Chúng ta sẽ đến phần thứ hai của tiết học, đó là âm nhạc thưởng thức. Chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Âm nhạc và ca hát là nhu cầu về tinh thần hết sức cần thiết đối với thiếu nhi. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, những bài hát cho trẻ em thật hiếm hoi
Chỉ có những bài đồng dao, những câu nói vần, nói về mang tính âm nhạc cho trẻ em chơi và hát. Sau cách mạng, hoạt động ca hát trong các em được quan tâm và các bài hát viết cho lứa tuổi này ngày càng được các nhạc sĩ chú ý đến. Hơn nửa thế kỷ đã qua, có hàng ngàn bài hát cho thiếu nhi ra đời và hình thành một dòng âm nhạc cho trẻ em và được các em đón nhận nồng nhiệt. Các bài hát cho thiếu nhi thật phong phú, đa dạng và giàu tính giáo dục đã được các em và cả người lớn yêu thích. Bây giờ xin mời các em nghe một số bài hát thiếu nhi được các nhạc sĩ sáng tác qua các thời kỳ. Sang người ý chí đấu tranh bước lên theo lý tưởng vinh quang,
của đảng tiên phong dân đường, tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi, vì công ơn của đảng tiên phong em sương vui, pháo xanh mới áo hoa đây là nhờ ơn đảng to, vui tung tăng em ta có đảng cuộc đời nở hoa. Bây giờ xin mời cả lớp chúng ta
đọc lại bài tập đọc nhạc một lần hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ ghép lời ca. La hai ba la đô mi la mi re đô đô si re mi fa mi re đô si la mi la si đô si la mi son fa mi re. Có một số bài tập ở nhà cho các em. Thứ nhất, các em ôn lại bài tập đọc nhạc số 7. Sau đó tập viết lời mới cho giai điệu của bài đọc nhạc này. Số 2, đọc và tìm hiểu thêm về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Thứ ba, các em ôn lại các bài hát và các bài tập đọc nhạc để chúng ta chuẩn bị kiểm tra một tiết. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.